programa Vâng, Pan và K... Cái gì ạ? Vâng, Pan và Katarian. Vâng, một kèo mà... Thực ra thì cũng chả biết thế nào một lần. Nhưng không biết là tiểu tử ngươi chọn phương án đánh cái gì thôi. Cẩn thận mà lại 26 dân cung A một áo thẳng. Chất. Tỷ số là một đều trong kèo giam đầm giữa Truy Mệnh và Tiểu Tử Ngư. Trong khi đó ở kèo trước đó Truy Mệnh đã để thua game thủ Võ Lực với tỷ số cùng với tỷ số 3-1 trong kèo AC. Vâng, như vậy Truy Mệnh cũng chỉ ngang với Chim Sẻ thôi. Đều thua Võ Lực 3-1 cả. Giống nhau. Ít nhất là về mặt kết quả. Vâng, đây là heal dành cho game thủ Truy Mệnh. Thêm một cánh rừng nữa. Như vậy đây là bầy heal 5 con. Có ăn là tốt rồi. Sắp hết bảng giờ từ sắp hết bản đồ từ nhà em xuống 6 giờ có bãi quả đấy. Tì anh đi cứ đéo chả ở chỗ đấy mà ông cứ bịp tôi. Nó không có đằng trên, không có đằng dưới, chỉ có đằng dưới chứ có gì nữa. Ma bành đánh à. Và như vậy là hiêu 5 có voi. Và nếu đúng như cái bãi quả sẵn ra bản đồ từ nhà Truy Mệnh ông 6 giờ, thế là đủ đồ rồi. Hy vọng đó là bãi quả 6. Cứ đi đi. Vâng, có lẽ là game thủ Trung Quốc thì thường ngày xưa thường hay đánh pan 16 dân. Việt Nam chúng ta ngày xưa pan có 14 dân rồi. Bây giờ mới tiến bộ lên và đánh đến 18 dân để ép đời lên cho lực cho nó khỏe. Còn thực ra là không phải bãi quả, đây là một con vực chặn đường đi thẳng luôn. Dành cho game thủ Truy Mệnh. Chuẩn bị đóng ép đầu, có lẽ đang tiết kiệm để ăn cả vàng luôn. Nhưng không, anh chuyển vâng chuyển vế đổi dấu thôi. Lên cánh rừng già. Câu một voi về, hiêu tí đá về sau. Thôi nốt quả này mà không thấy chứ nên là cắm cờ quay ngược trở lại hướng lên 12 giờ rồi. Đen. Theo kịch bản thì đấy phải là một bãi quả. Với bài chuẩn dành cho Pamiran. Vâng, 18 nông dân đã dừng xin dân. Rất nguy hiểm. Thôi cho thằng khác đi câu cho lành. Một voi ở phía xa. Có khi là tôi đập lô lên thẳng 12 giờ luôn. Đâm lao thì theo lao. Truy Mệnh đang không dám câu hai voi bằng hai nông dân khi mà tương đối giật và lác. Xa lắm đấy. Vâng, pha kích đúp chuột. Dò lên phía trên một tí nào. Hy vọng con voi này sẽ không quay đầu. Vâng, một hit rồi. Vẫn chưa thấy quả ở chỗ nào cả. Như vậy thấy xe giò của Tiểu Tử Ngư hướng từ trên 12 giờ xuống. Vâng, tôi đã đâm lao phải theo lao, cố mà đập lô. Bày hiêu thôi mút tạm vậy. Có bày hiêu ở phía dưới gần cho con voi câu.
thực sự nó cũng rất xa. Nhảy đời. Đang đóng BL dâng rất cao dành cho game thủ Truy Mệnh. Như vậy Tiểu Đình Ngư lại 24 dân. Rất dị. Chỉ đánh 24 dân thôi. Một vài cái ruộng luôn. Một vài cái ruộng trước đã. Vâng, như vậy là ba ruộng cánh hình cánh hoa dành cho game thủ Truy Mệnh rồi. Tạm thời đầu thì hai dân làm một ruộng cũng được. Có giò chọc tới từ Tiểu Thủy Ngư. Nhưng giò là chưa công chưa giáp. Tình huống này thì Tiểu Thủy Ngư chọc hơi sớm. Và đây cũng là nhà BL của Tiểu Thủy Ngư luôn. Có một con voi. Liệu có được ăn hoang ở khu vực này để mà công phù luôn không? Đây là bãi quả phụ của game thủ Tiểu Thủy Ngư. Bãi gỗ, bãi vàng ở chỗ nào? Bãi quả nữa dành cho Tiểu Thủy Ngư. Không khỏe vậy. Không biết kia BL thứ hai hay là cái nhà gì. BG để ăn quả. Như vậy là công phu. Té thôi. Nhà gì em? Nhà phù hay nhà lờ? Đi đánh lôi chỉ 12 giờ thôi. Vâng, làm một dân rồi chuồn chăng? Phù được một con lạc đà của Tiểu Thủy Ngư thì mát luôn. Nó gọi là mát lịp. Hai lạc đà cho Tiểu Thủy Ngư rồi. Đối phương phải chăng cũng đã có phù thủy. Chém chết con phù. Vâng, ngon rồi. Phù lại một con lạc đà của đối phương thì đối phương oẳng oẳng luôn. Phù được không? Vâng, đen là cũng giống như số phận như vậy. Không phù được. Bị con ngựa giò của đối phương chọc chết luôn. Té thôi. Vâng, đối phương xin ngựa giò để giò những khu vực ăn hoang tới từ game thủ Truy Mệnh. Vâng, bây giờ thì một bài tương đối khó đỡ rồi. Lực quá yếu. Tiếp tục xin phù và đang bị ốp vào nhà phù này. Vâng, Tiểu Đình Ngư thi đấu tương đối cơ bản. Các bạn ơi, Tiểu Đình Ngư ăn hoang dã man như thế nào? Phù. Hết gỗ. Và đen dành cho Truy Mệnh. May ở thời điểm anh ta có bánh xe kịp thời. Vâng, có một nhà P đứng để mà thủ. Thôi, một con P đứng canh nhà BL và vẫn đang ăn hoang. Thì Đình Ngư khỏe về lực do anh ta đang ăn hoang rất kinh khủng. All of them.
Vâng, mang dân lên đập rồi. Nhưng Tiểu Đình Ngư chưa có bánh xe thời điểm này. Công cung A một áo Giang Vương không, như vậy là công cung T. Tiểu Đình Ngư công cung T. Anh đang còn chưa có bánh xe. Và tiếp tục đi ăn hoang. Ô cái bãi quả kìa, hướng đến 12 giờ kìa em kìa. Đen. Như vậy là phải bãi quả ở hướng này. Nhưng thực ra nó cũng ở tương đối xa. Tất nhiên là nó gần hơn so với bầy hiêu mà game thủ Truy Mệnh đi đập lô. Công cả phù. Hy vọng là họ phù đen còn mình phù đỏ. Tiếp tục là hai con lạc đà nữa dành cho game thủ Tiểu Thủy Ngư. Anh ta vẫn đang rất hổ báo trong cuộc đối đầu với game thủ Truy Mệnh. Tìm một con sọc đơn ra. Đúng là có tê công. Phù và con nhiều nhiều máu. Rồi đẹp rồi, ra ăn bãi quả ở phía ngoài. Thi thọc đơn thì em ra lấy dân chiến nó. Thi thọc đơn đi em. Vâng, bài chơi tê. Vâng, hy vọng là đỏ. Và đúng là đỏ rồi, phù lại máu cho lạc đà thôi. Sọc đơn sẽ công thẳng vào khu vực nhà phù thủy của đối phương. Về cơ cấu lại ruộng thôi. Phù lại máu cho lạc đà. Tiếp tục sóc phù ra. Ăn hoang hai bãi quả đấy. Vâng, đây là bãi vàng của Tiểu Thủy Ngư. Lúc này nó không còn kín nữa rồi. Đen. Chết hết dần bãi vàng. Vâng, cuối cùng thì Truy Mệnh với những pha phù của mình cũng đã lấy lại được tham lai. Vẫn còn phù ở phía trên, như vậy Tiểu Đình Ngư đang công phù lên. Đang công phù lên. Phù ở trong kìa em kìa. Phù nhà là chính. Vâng, tham lai chỉ còn là 17/36. Không biết rằng liệu tham lai của game thủ Tiểu Ngư có nhiều hơn không. Tiểu Ngư là công, có công và có giáp. Trong cái đó dường như Truy Mệnh chỉ là có một cái công. Nhưng Truy Mệnh bây giờ cần phải ra những con sọc đơn thật nhanh để tránh tình trạng bị công phù. Tham lai là 16/36 và lạc đà vẫn đang chảy dành cho game thủ Tiểu Ngư. Không biết con phù thủy của Tiểu Ngư đâu rồi. Chắc chắn là có phù thủy trong trường hợp này. Không biết nó đi tới chỗ nào. Để một con giò thôi em. Công máy gỗ của họ. Vâng, như vậy Tiểu Thủy Ngư gõ 2-3 rồi. Chạy cối và tỷ số chiến thắng thuộc về game thủ Truy Mệnh. Hơi đen mặc dù là đánh em phải đi đến 12 giờ mới có bãi quả trong trường hợp này. Vâng, bài của Tiểu Ngư là bài 3 bãi quả lên đời xong mới ăn một bãi quả nữa. Lúc đầu Tiểu Ngư chiếm ưu thế, phá vỡ được phù thủy của Truy Mệnh. Một nhà BL nhưng rất may là vẫn còn ra sọc đơn. Vâng, tham lai hơi hình xin một chút. Tỷ số là 2-1 dành cho Truy Mệnh.